Đoạn clip vừa rồi chính là màn trà sân ấn tượng của Changer cho chiếc máy rửa chén Changer Leopard vào đầu năm nay. Đoạn clip mà chú báo nhảy vồ ra, nó giống như cảm giác mà khi như khui chiếc thùng máy rửa chén này vậy. Một cảm giác rất là mạnh mẽ, và đặc biệt là không những ấn tượng bởi thiết kế mạnh mẽ của nó mà còn ấn tượng bởi những công nghệ bên trong của nó nữa. Vậy cụ thể như thế nào thì ngay bây giờ hãy cùng Như tìm hiểu nhé. Đầu tiên cần nhắc cho mọi người biết Changer là thương hiệu cao cấp của Đức, nên hiển nhiên cái máy rửa chén này sẽ được thừa hưởng những công nghệ hiện đại nhất từ Đức. Mà quan trọng là những công nghệ này là những công nghệ độc quyền của Changer. 4 công nghệ độc quyền Changer trang bị cho chiếc máy rửa chén này sẽ giúp cho mọi người giải quyết được những vấn đề hiện có của máy rửa chén. Đó là sấy khô hoàn hảo, khử khuẩn, khử mùi, sử dụng trí tuệ nhân tạo tự thiết lập chương trình, giải quyết được bài toán tiết kiệm điện nước và thời gian. Với đa phần máy rửa chén thì những chương trình cài đặt sẵn là chuyện phải có rồi. Máy rửa chén này thì cũng vậy thôi, tổng cộng nó cho mình được 6 chương trình, mức độ từ rửa nhanh cho tới rửa tăng cường. Nhưng đáng nói ở đây không phải nằm ở 6 chương trình này, sự khác biệt của nó nằm ở chương trình Changer Super AI Cleaning. Một chương trình thông minh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, nó có thể tự động nhận diện được độ bẩn của chén dĩa. Thì nhận diện bằng cách nào? Khi mà mọi người chọn chương trình này thì mọi người sẽ thấy máy không hiển thị sẵn thời gian như những chương trình khác. Thay vào đó, mọi người sẽ thấy màn hình hiển thị một vòng xoay chạy đứt khúc. Lúc này chính là lúc máy thẩm định độ bẩn của chén dĩa như thế nào thông qua nước bẩn thu được từ rửa tráng sơ bộ lúc đầu. Quá trình này sẽ mất khoảng tầm 15 phút. Sau đó nó sẽ dựa vào đây để định ra thời gian tương ứng phù hợp. Sự thông minh này của máy sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian hơn, bởi vì bản thân của chúng ta cũng không biết là chén dĩa nó sẽ bẩn tới mức độ nào. Và đôi khi như thế thì nhiều khi chén dĩa bẩn ít thôi mà lại chọn thêm cả chế độ rửa chuyên sâu nữa. Như vậy thì máy sẽ rửa lâu hơn mà chúng ta lại càng tốn nước và tốn điện hơn nữa. Thay vì vậy, khi máy tự xác định được đúng thời gian và lượng nước cần để rửa thì sẽ giúp tiết kiệm thời gian, điện năng và lượng nước lên đến 30% so với các chương trình khác. Lý thuyết là như vậy, nhưng mà mọi người sẽ đặt câu hỏi là liệu công nghệ AI này nó có thực sự hiệu quả hay không? Câu trả lời sẽ có trong quá trình Như trải nghiệm chiếc máy rửa chén này. Đây, Như sẽ show cho mọi người thấy máy rửa chén bằng chương trình AI như thế nào. Cho mọi người xem qua trước tình hình những vật dụng mà Như sẽ rửa nha. Chén dĩa Như đã cố tình cho nó bám mỡ dầu, thậm chí là cả nguyên liệu khô cứng. Còn chảo thì Như để cháy đen ở đấy, chủ yếu là để xem là máy xử lý được luôn cả những vết bẩn cứng cầu này hay không. Đây nha, mọi người sẽ thấy khi chọn chương trình AI xong, màn hình sẽ hiển thị vòng xoay đứt khúc là nó đang bắt đầu thẩm định chén đĩa bẩn như thế nào đó. Và thời gian rửa sau khi máy thẩm định xong sẽ được xác định là 2 tiếng 53 phút. Ok, và cho mọi người xem kết quả sau 2 tiếng 53 phút của máy rửa chén nè. Wow, mở cửa đầu tiên là thấy trắng sáng rồi đó nha. Nhìn tổng quan là thấy những vết bám dầu mỡ lúc đầu là đã hoàn toàn rửa sạch. Lật ra bên trong thì cũng không làm mình thất vọng luôn, rửa sạch kinh kít mà còn rất là khô ráo. Check qua khay bên dưới thì chén dĩa cũng hoàn toàn được rửa sạch luôn. Quan trọng là đến khúc cái chảo nè, và tèn tèn, vết cháy đen đã được xử lý hoàn hảo. Thông qua trải nghiệm ở trên thì không những cung cấp cho Như về hiệu quả của chương trình AI, mà song song đó máy còn cho Như thấy khả năng vượt trội khác nữa, đó chính là việc nó sấy khô hoàn hảo. Ngay từ đầu lúc mở cửa, Như thấy khoang máy bên trong hầu như không động hơi nước. Sau khi mà chén dĩa được rửa xong thì mọi người sẽ thấy là chén dĩa được sấy khô hoàn toàn. Đặc biệt là một cái tình trạng mà Như hay thấy ở những máy rửa chén khác, đó chính là những chén dĩa nè hay là dụng cụ ở khay dưới sẽ sấy khô đâu đó tầm 8-90% thôi. Ảnh hưởng là do từ tay phun ở phía trên gây động nước, do đó thì sẽ dẫn đến những dụng cụ và chén dĩa ở khay dưới sẽ không được sấy khô hoàn toàn giống như là ở khay trên. Nhưng cái máy rửa chén Changer này nó lại xử lý được vấn đề đó, sấy khô hoàn hảo cả khay trên lẫn khay dưới. Lý do máy sấy khô tốt như vậy là vì sử dụng than gia nhiệt kết hợp với lượng nhiệt tồn dư của nước nóng được sinh ra trong quá trình rửa. Hệ thống quạt gió đối lưu hỗ trợ làm khô tăng cường cho toàn bộ chén dĩa tốt hơn. Từ những trải nghiệm mà Như đã thu được thì máy không những rửa sạch mà còn sấy khô hoàn toàn chén dĩa nữa. Vậy thì đến nay mọi người cũng đã hiểu tại sao thông điệp của con máy rửa chén Changer Leopard này là sạch khô hoàn hảo rồi ha.
Ác hẳn là mọi người cũng rất quan tâm xem liệu là máy có tiêu tốn nhiều tiền điện hay không. Thì đây là kết quả mà Như thu được khi cho máy rửa ở chương trình AI trong 2 giờ 53 phút. Mọi người tham khảo ở đây nha. Ngoài chương trình AI nổi bật thì còn phải kể đến thêm chương trình rửa khử khuẩn Jungle UV Virus Killer Tech của máy rửa chén này. Bởi không đơn giản chỉ là khử khuẩn, mà nó khử khuẩn bằng công nghệ tia UV. Công nghệ này có khả năng tiêu diệt lên đến 99,99% vi khuẩn, ngăn chặn sự hình thành vi khuẩn, nấm mốc và ngăn ngừa mùi hôi bám trên chén dĩa, mang đến sự an toàn tuyệt đối cho mình. Đây chính là một công nghệ cần thiết cho những ai hay nhạy cảm về mùi, kiểu như có những chất liệu như nhựa chẳng hạn, thì sẽ bám mùi rất là dai dẳng. Mình rửa bình thường thôi thì sẽ không thể nào loại bỏ được hết mùi hôi được. Nhưng mà mình rửa bằng tia UV của máy rửa chén này thì sẽ giúp cho mình đảm bảo được việc loại bỏ mùi hôi nha. Hoặc là có đôi khi mình bận, mình không thể xếp những chén dĩa đã rửa ra ngay liền được, mà để nó theo thời gian thì đâu biết được vi khuẩn nó tích tụ như thế nào đâu. Nên là trường hợp này mọi người nên sử dụng rửa khử khuẩn, nhờ tia UV sẽ giúp khử khuẩn nếu lỡ vi khuẩn có hình thành, như vậy sẽ giúp chúng ta sử dụng an toàn hơn. Và công nghệ khử khuẩn UV này chỉ được kích hoạt khi mình sử dụng chương trình rửa khử khuẩn và chức năng rửa khử mùi bằng gió tươi đối lưu Fresh Air thôi nha. Thế thì chức năng Fresh Air sẽ có công dụng gì? Chức năng Fresh Air sẽ giúp khử mùi bằng gió tươi đối lưu kèm với sấy nóng sau khi rửa, ngăn ngừa sự hình tụ hơi nước lên chén dĩa. Từ đó thì sẽ ngăn ngừa sự hình thành vi khuẩn nấm mốc cũng như là mùi hôi bám lên chén dĩa hoặc là ở trong khoang máy. Chức năng này sẽ không chỉ kết hợp với mỗi chương trình rửa khử khuẩn mà là tất cả các chương trình luôn nha. Mục đích là dành cho mọi người những lúc chưa rảnh, chưa có thời gian để lấy chén dĩa ra xếp lên kệ và muốn để chén dĩa bảo quản trong máy rửa chén. Thì mọi người cũng biết nếu máy rửa chén đóng cửa lại thì môi trường bên trong của nó hoàn toàn khép kín. Mà một môi trường không thoáng khí thì rất là dễ gây tích tụ vi khuẩn, thành ra có thể gây nguy hiểm cho chén dĩa sau khi rửa xong có thể nhiễm khuẩn lại. Có giải pháp cho một số máy rửa chén khác là tự động hé cửa sau khi rửa xong. Điều này có một rủi ro khó tránh là côn trùng có thể bò vào bên trong, mà sợ nhất là chuột với gián nha. Còn đối với chức năng Fresh Air của máy rửa chén này thì rửa xong không cần phải hé cửa, cho nên là mình không cần phải sợ là chuột hay là gián bò vào bên trong. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai chính là dù cho máy rửa chén có đóng kín thì nó vẫn giúp mình lưu thông được không khí bên trong, đảm bảo không tạo môi trường ẩm thấp để sinh ra vi khuẩn. Từ đây thì mọi người cũng không phải lo về vấn đề là phải lấy chén dĩa ra ngay sau khi rửa, và cũng sẽ tiện hơn nếu như mình có sử dụng hẹn giờ. Chức năng này sẽ hoạt động tối đa trong 72 giờ, tính từ lúc máy báo đã rửa xong. Khi nó hoạt động, mọi người sẽ nghe tiếng thu gió thông qua những lỗ li ti ở bên hông của máy. Và đó chính là 4 công nghệ độc quyền mà Jungle đã giúp cho con máy rửa chén này trở nên khác biệt hơn so với những con máy rửa chén khác. Còn nói về sức chứa bên trong của nó thì máy rửa chén này có thể chứa 15 bộ chén dĩa tính theo châu Âu, còn tính theo người Việt thì tầm 4 đến 5 bữa ăn. Cụ thể, nó chứa được những gì thì thật ra còn phụ thuộc vào kích cỡ chén dĩa nhà mọi người và cách mà chúng ta sắp xếp vào nữa. Ở đây thì có 2 khay rửa, nếu như khay dưới mọi người để dụng cụ có chiều cao vượt mức chạm tới tay full thì có thể nâng khay trên lên để tăng thêm không gian nha. Và mình không chỉ có một tay phun bên dưới khay trên, mà mình còn có một tay phun ở bên dưới khay dưới, giúp nước được đưa đến mọi ngóc ngách của khoang rửa, đảm bảo hiệu quả làm sạch chén dĩa. Mọi người để ý là bên trong khoang rửa có đèn chiếu sáng nữa nha, mở ra là đèn sẽ sáng ngay. Trường hợp mà máy đặt ở chỗ hơi thiếu sáng một chút thì mọi người cũng không lo là bị hạn chế tầm nhìn lúc mà sắp xếp chén dĩa. Như đã đi qua những chương trình cũng như là những công nghệ nổi bật của máy, nhưng mà cũng muốn nói thêm với mọi người về thiết kế của máy rửa chén này. Phải nói là nó thỏa mãn cho mình được cái phần nhìn, không chỉ là ở màu sắc đen xám mạnh mẽ, mà còn ở chất liệu thép sơn tĩnh điện, sờ vào nhám tay cực thích nữa. Nên nói thật với những ai khó tính nhất thì cũng không thể nào chê được. Là một dàn máy độc lập nên có thể cho mình tùy ý lắp âm hoặc lắp dương, tùy theo bếp của nhà mình như thế nào. Chi tiết hơn về sản phẩm sẽ được cập nhật ở đường link ở phần mô tả. Còn video thì đến đây là hết rồi. Nếu mọi người thấy video hay thì đừng quên nhấn like và nhấn subscribe cho kênh YouTube Điện Máy Xanh nha. Bây giờ thì bye bye.